Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Happy with English. Thì mình có nhận được một vài câu hỏi của các bạn, đó là ở mình làm sao để phân biệt được at the weekend với on the weekend. Thì hôm nay mình sẽ giải thích với các bạn nha. Đầu tiên đó là chúng ta hiểu về cái khái niệm the weekend. Nó có nghĩa là cả cái ngày Saturday và cái ngày Sunday, thì hai cái ngày đó được gọi là the weekend. Và cái chữ viết the weekend này các bạn nhớ là viết nó thành một từ thôi nha, mặc dù nó được ghép từ hai từ, đó là từ week là tuần và end là cuối tuần, giữa nó không hề có dấu khoảng cách hoặc là dấu nói gì hết mà được viết đúng thành một từ, đó là weekend. Rồi tiếp theo, chúng ta nhìn qua ví dụ bên đây, chúng ta thấy là mình có at the weekend, đó là nếu mà mình sử dụng theo tiếng Anh của người Anh là I play football at the weekend. Còn nếu mình sử dụng tiếng Anh của người Mỹ, mình sẽ có on the weekend. I play the football on the weekend. Thì tùy các bạn muốn sử dụng tiếng Anh của người Anh hoặc là tiếng Anh của người Mỹ thì đều ok hết ha. Rồi mình sẽ giới thiệu một số giới từ khác đi với the weekend. Các bạn có thể thấy đó là giới từ over, hoặc nó sẽ bằng nghĩa với cái cụm during the weekend, hoặc là as on the weekend. Thì over the weekend hoặc là during the weekend, nghĩa là người ta nói cả hai ngày thứ bảy và chủ nhật luôn. Còn at on the weekend, người ta chỉ mention một vài cái thời điểm trong hai cái ngày cuối tuần đó thôi. Mình sẽ có ví dụ phía dưới ha. They will be staying with us over the weekend. Họ sẽ ở với chúng tôi cả hai ngày cuối tuần luôn. Hoặc là I will try and fit your bike during the weekend. Tôi sẽ cố gắng sửa cái xe đạp cho bạn cho một vài lúc nào đó vào ngày cuối tuần ha. Rồi mình sẽ có một vài cụm từ mà mình không dùng giới từ trước đó ha. Ví dụ như là last weekend, đó là cuối tuần rồi nè. Next weekend là cuối tuần tới nè. Every weekend là mỗi cuối tuần. Mình không dùng giới từ trước những cái cụm này nha các bạn. Mình không dùng at, không dùng on luôn. Ngoài ra thì các bạn ơi, mình cũng lưu ý cái cách viết cái chữ every weekend. Đó là every thì cộng với danh từ số ít, nên sau every mình, cái từ weekend đó mình không có thêm s nha các bạn. Và mình cũng không sử dụng cụm on the weekends ha. Rồi, mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một cụm từ nữa, đó là a long weekend. Cái định nghĩa về a long weekend có nghĩa là a weekend that has at least 3 days due to a public holiday falling on either the Friday or Monday. Có nghĩa là nếu mà ngày lễ của nước mình nó trùng với ngày thứ 6 hoặc là ngày thứ 2 thì có nghĩa là mình sẽ được nghỉ hơn 2 ngày cuối tuần, thì nó sẽ được gọi là a long weekend. Ví dụ như là kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới đây, ngày giải phóng miền Nam và ngày quốc tế lao động á, nó sẽ rơi vào ngày thứ 5 và thứ 6. Thì vô tình chúng ta đã có a long weekend. Chúng ta đã có một cái kỳ nghỉ cuối tuần dài hơn bình thường ha. Rồi, video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn ở cái video tiếp theo nhé. Xin chào.